Quý khách hàng đến với kênh nhà đất hùng.com. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến quý khách hàng một căn nhà chính chủ. Căn nhà có cái giá rất là mềm. Chỉ có 3 tỷ 790 triệu đồng còn thương lượng thôi. Trong căn nhà có diện tích ngang 4m, dài 15m, đúc cố trệt 3 lầu, sân thượng trước sau. Nhà có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Hướng của nó là hướng đông bắc, cách mặt tiền quang trung khoảng chừng 50m thôi. Hẻm một chục nha, hẻm một chục 4m. Đây là con hẻm trước nhà này, con hẻm một chục cách mặt tiền 50m. Hẻm 4m một chục xe hơi có thể vào tới nhà nha. Hướng của nó là hướng đông bắc, nhà này sát ngã tư Quang Trung Phan Hữu Ích luôn. Khu dân cư đông đúc, tiện làm văn phòng công ty ha. Mình sẽ bước vào phía bên trong căn nhà này. Phía trước thì mình sẽ có một cái cửa sắt. Bước vào phía trong thì mình có một khoảng sân nó khoảng 1m, mình có thể để được xe gắn máy nha. Bên trong thì mình sẽ có một lớp cửa sắt nữa. Và mình sẽ tiến vào khu vực phòng khách của căn nhà này. Đây là khu vực phòng khách căn nhà này. Khu vực này thì người ta đã thiết kế và trang trí rất là đẹp. Có hệ thống đèn chùm, đèn LED. Hệ thống trần thạch cao, hai bên được ốp gạch và dán giấy dán tường rồi ha. Rất là sạch sẽ và rất là thoáng luôn. Căn nhà màu sắc cũng rất là đẹp và hài hòa. Ở đây thì người ta có để cho mình một bộ salon nho nhỏ ha, tạo cho căn nhà thêm phần sang trọng và nó dễ thương nữa. Thì căn nhà này là căn nhà chính chủ nha, nên là giá rất là mềm thôi, giá rất là ưu đãi cho quý hàng thiện chí. Giá của nó đưa ra là 3 tỷ 790 triệu đồng còn thương lượng, nhưng mà còn thương lượng rất là nhiều nha quý khách hàng. Thì căn nhà này nó là căn nhà chính chủ thì người ta kẹt tiền cần bán, nên là sẽ có một cái giá rất là ưu đãi, rất là mềm mại cho quý khách hàng muốn xem và tham quan mua căn nhà này ha. Thì mình sẽ tiến về khu vực phòng bếp của căn nhà này. Khu vực phòng bếp của căn nhà này thì người ta đã trang bị cho mình tủ bếp, kệ bếp rồi, được làm chất liệu căm xe cũng rất là đẹp, màu sắc rất là hài hòa. Không gian thoáng, phía sau thì còn có giếng trời nữa nha. Ở đây thì người ta cũng đã làm một bức tranh bằng đá này, rất là đẹp này. Có giếng trời này thì người ta lấy gió và lấy ánh sáng ha. Mình sẽ quay ngược ra phía trước của cái hàng tham quan căn nhà này ha. Căn nhà này có diện tích ngang 4m, dài 15m, đôn cố trệt 3 lầu, 4 phòng ngủ, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha. Hướng của nó là hướng đông bắc. Rồi mình sẽ bước lên khu vực phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2 ha. Màu sắc rất là đẹp ha. Được sử dụng rất là nhiều giấy dán tường, màu sắc rất đẹp hài hòa. Đây là khu vực phòng ngủ số 1 này. Phòng ngủ này cũng đã được trang trí rất là đẹp rồi, màu sắc hài hòa. Kết hợp giấy dán tường, ở sau thì mình có màn rèm cửa sẵn rồi này. Có vệ sinh trong phòng luôn. Tất cả phòng ngủ đều có cửa sổ riêng nha, là tạo cho căn phòng thêm có độ thông thoáng và sáng, không bị ngột ngạt khi mình ở trong căn phòng như thế này ha. Mình bước qua phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này thì có cửa ra ban công và có cửa sổ nữa, nên là rất là thông thoáng luôn, màu sắc cũng rất là đẹp và hài hòa. Có màn rèm cửa người ta đã trang bị cho mình sẵn rồi. Hệ thống giấy dán tường màu sắc cũng rất là đẹp, rất là phong cách nha. Có vệ sinh phía trong luôn. Nhà này thì có 5 vệ sinh. Ở dưới thì trệt thì mình sẽ có một vệ sinh. Và lên đây 4 phòng ngủ thì sẽ có 4 vệ sinh nằm trong phòng ha. Mình sẽ bước qua phòng ngủ số 4, 3 và phòng ngủ số 4. Đây là một căn nhà rất là mềm, diện tích cũng rất là ok nhá. Ngang 4m, dài 15, hẻm thì hẻm 4m một chục, cách mặt tiền Quang Trung Phan Huy X khoảng chừng 50m thôi. Nó có thể làm văn phòng công ty, nó có thể kinh doanh buôn bán được. Tại là căn nhà này thì nó nằm ngay ngã tư Quang Trung Phan Huy Ích. Hướng của nó là hướng đông bắc, rất là gần mặt tiền đường chính luôn. Giá của nó chỉ có 3 tỷ 790 triệu đồng còn thương lượng thôi. Một căn nhà chính chủ ha. Thì quý hàng tham quan căn nhà này thì sẽ có được cái giá rất là mềm, rất là ưu đãi để mình mua căn nhà này. Đây là khu vực phòng thờ này. Khu vực phòng thờ. Rồi mình sẽ mở cửa và bước ra khu vực sân thượng phía trước. Nhà có đầy đủ công năng luôn nha, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước và sau.
khu vực sân thượng phía trước. Rồi quý khách hàng quan tâm thì hãy liên hệ cho bên mình theo số điện thoại là 0918178647 hoặc là truy cập website của bên mình là nhadathuyhung.com để xem thêm nhiều mẫu mã nhà mới đẹp khác của khu vực Gò Vấp và Tân Bình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng.